Hello mọi người nhá. Vậy mọi người thấy này, chơi ở nhà Luân an toàn này. Luân là vô tình đi ăn đêm khuya về quá vợ này. Hiện tại giờ là bây giờ là mấy rồi này? Này, bây giờ là này, bây giờ là 1:25 sáng, 1:25 sáng nhá. Luân đi ăn khuya quá thấy một xe máy đậu trước quán nhà Luân. Ai để quên cái xe máy đây, khách nào để quên xe máy đây đến lấy luôn cái này này. Là mọi người thấy độ an toàn quá luôn, để quên xe không ai lấy trộm luôn là biết cái này. Thấy không? Đây. Khuya nó to gì này. Đó, xe để cái ai để quên cái xe quay đây này. Luôn đi qua nó sau khách cái còn ai chơi ở cái quán bia nhà mình này để biển số này. Đó. Để quên cái quay đây. Kinh thật đi chơi. Để quên xe quay đây này, quán luôn đây nhá. Này quán bia luôn này. Đó. Mà giờ là 1 giờ sáng này luôn, bây giờ phải đi kiếm chỗ nhà nào gửi xe. Này, 1 giờ sáng rồi này. Sớm như đâu nè. Này, 1:26 sáng rồi này. Đó. Luân đi gửi xe này. Kinh thật. Khách nào đi chơi mà quên lối về thì không biết. Mình nó chào mà có khách chơi giờ này mà thấy có một xe mà quán luôn thì đóng cửa. Bà Trương ơi. Bà Trương ơi. Ai thức mà gửi cái xe máy thì Luân dắt được chìa khóa ở nữa. Khuya rồi. Kêu nhà nào giờ để gửi xe này. 1 giờ sáng này biết nhà nào để gửi xe, lại ông bảo kêu ông bảo vậy gửi cái nhà để gửi cái xe máy nhé. Đó, mọi người chơi ở quán này luôn an toàn, làng luôn chưa giờ thằng nào ăn trộm xe dám đến nhà luôn mà lấy trộm, đó là thật, về làng luôn lấy trộm luôn cho thêm tiền. Chú bảo ơi luôn nhờ tí này. Nhờ giúp thế. Thằng nào đi xe để quên xe đi về quá thấy mẹ. Cha là để luôn gửi đây cái mai cho khách cái chẳng có chìa khóa dắt á. Nha. Dắt luôn gửi đây cái. Ai để quên xe máy mẹ. Mà không mất đỏ thật. Để nơi quán này tự nhiên luôn đi ăn khuya về quá. Chồng ăn khuya về quá thấy xe máy để đây này. Luôn là tưởng có khách chơi mà có phải đâu. Luôn là nói thật mọi người, luôn là ở luôn là nhiều xã là mất xe cắp rất là nhiều, nhưng nói về xóm xã luôn không nói lại, nhưng xóm luôn là để nói mà mất xe mất cộ là không có, cái khả năng mất xe là chưa từng thấy đấy. Vì luôn nói thật là ăn trộm ăn cắp xe mà nói về xóm luôn ăn trộm là đừng có thằng nào có gan mà về xóm luôn ăn trộm ăn cắp đấy. Chú công nhận không, quê ta là đừng hòng mất xe đúng không, thằng nào ăn mất xe mai cho đến tận chỗ cái quân mà bán xe ăn trộm luôn tóm về liền luôn ý, kể cả chó mèo luôn đây. Giờ phải đi gửi xe đây là mọi người thấy này, biển số xe này luôn quên cái xe này. Mấy mình về thấy thằng nó vô tình đi quán được cũng nhở đúng không, đi đây cảm ơn chú nhá, thông cảm tí chú nhá.